Chào các bạn Thì ở bài trước mình đã hướng dẫn cho các bạn móc phần đầu cũng như là phần thân của chú trâu rồi Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc bốn chân nè Cũng như là sừng và phần tay ở bên trên ha Bây giờ mình sẽ móc cái phần chân trước nè Các bạn móc cho mình 3 vòng móc theo công thức của cái phần đầu 3 vòng ha Mình có để công thức ở trên màn hình nè thì khi móc 3 vòng móc như vậy rồi nó sẽ có được một cái độ rộng cho cái phần chân Đến cái vòng móc thứ tư các bạn chỉ cần móc đều và không cần phải tăng mũi nữa. Sau đó mình sẽ tiến hành thay màu cho cái phần chân của mình ha. Để thay màu thì các bạn sẽ đưa cho mình cái sợi len màu trắng ra phía sau, ở sát cái sợi len thừa mà mình cắt ở cái phần màu xám luôn ha. Ta đâm kim vào cái chân móc ở phía sau nè, là cái chân móc của mũi dời kết thúc vòng thứ tư á. Là cái chân mà mình dùng tay siết lại ha. Kéo sợi len qua chân móc đó, sau đó móc lên một mũi móc xích. Mình sẽ móc tiếp tục mỗi chân làm một mũi móc đơn cho đến cuối vòng. Sau khi móc đến cuối vòng ở vòng móc sẽ tiến hành giảm mũi. Các bạn cứ móc cho mình mỗi chân làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Sau đó mình sẽ chọn 5 chân móc bất kỳ ha. Cứ móc cho mình mỗi chân làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc nè. Khi đã được một đoạn rồi thì mình sẽ chọn năm chân móc bất kỳ, mình sẽ chọn năm chân móc ở đây. Thì năm chân móc này các bạn sẽ chụm cho mình hai chân đầu tiên lại thành một mũi. Cách chụm thì cũng tương tự giống như phần giả mũi ở đầu ha. Sau đó chân thứ ba mình móc một mũi móc đơn vào luôn chân móc. Chân thứ tư và chân thứ năm mình sẽ tiến hành chụm mũi. Như vậy là năm mũi mà mình chọn mình sẽ có được một mũi chụm, một mũi đơn và một mũi chụm nè. Ta giảm đi được 2 mũi móc ở đây ha. Các chân còn lại thì mỗi chân móc một mũi móc đơn cho đến cuối vòng. Cái phần mà mình giảm như vậy nó sẽ là mặt trước của chân nha. Móc cho mình cho đến cuối vòng. Sau khi đã móc đến cuối vòng thì tiếp tục kết thúc vòng ha. Móc lên một mũi móc xích vòng móc tiếp theo đối với những bạn nào mà không có để ý được mũi móc á, thì khi móc cái hai cái mũi móc chụm mũi này nè các bạn nhớ lấy kim đánh dấu đánh dấu vào ha vòng móc này thì mình cứ móc mỗi chân làm một mũi móc đơn cho đến hai cái mũi mà mình chụm chân á đây hai cái mũi mà mình chụm chân nè thì các bạn sẽ chụm cho mình cái chân của mũi chụm và cái chân của mũi móc đơn đầu tiên mình sẽ chụm hai mũi đó lại thành một mũi trước đây thì chân mà mình chậm đầu tiên nè ta cũng làm tương tự ha sau đó chân của mũi đơn nằm chính giữa cũng chậm lại tiếp theo chân của mũi chậm thứ hai và cái chân của mũi móc đơn kế bên chậm lại cho mình tức là ở đây mình sẽ có hai mũi chậm liên tiếp các chân còn lại thì mỗi chân móc một mũi móc đơn cho đến cuối ha Như vậy là khi mình hoàn tất được cái phần chân của mình nó sẽ có cái độ bo sâu lại nè. Khi kết thúc vòng này đến hàng móc kế tiếp thì mình không cần phải giảm mũi nữa ha. Mỗi chân các bạn cứ móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc thì ta sẽ có tổng cộng là 14 mũi móc đơn vào 14 chân móc. Sau đó móc cho mình thêm nhiều hàng móc cho đến khi phần chân nó đạt được một cái độ cao khi mà mình ướm vào trong phần thân nè. Nó cao sắp xỉ bằng với cái phần thân ha, chưa một đoạn để mình gắn cái phần chân phía dưới. Như vậy là mình đã hoàn tất được hai chân trước rồi nè. Hoàn tất được hai chân trước thì các bạn sẽ tiến hành cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài. Sau đó sử dụng kim khâu và mình khâu ở hai bên. Hai bên phần thân ha. Lưu ý khi khâu cái phần chân trước này nè, các bạn sẽ khâu cho mình lên khoảng tầm 1 cho đến 2 vòng ở phần đầu để cho cái phần chân của mình nó đối xứng hơn ha. Đây, lên 1 đến 2 hàng móc ở phần đầu. Sau đó mình khâu sát mép ở phần cổ luôn ha làm tương tự cho mình cho cái chân trước còn lại đây cứ khâu cho mình vô lên hai hai hàng móc sau đó mình sẽ tiếp tục móc cái phần chân ở phía dưới thì phần chân ở phía dưới công thức móc cũng y chang như là cái phần chân ở phía trên ha chỉ khác một cái là ở cái phần chân dưới á mình sẽ kết thúc cái vòng móc đó bịch lại luôn nè để cho cái phần chân của mình khi mình đặt vào nó nằm ngang như thế này nó không có bị hở cái phần mà mình cắt lên ha đây, nó nằm ngang như thế này và nó sẽ nằm ở sát với lại cái phần chân trước nè. Giúp cho cái phần thân của mình được đứng vững khi mà mình đặt lên mặt phẳng ha. Thì các bạn sẽ móc tương tự cho mình giống như phần chân trước. Tiếp tục còn một vòng móc nữa mình sẽ tiến hành bo lại để mình bít lại cái khoảng này ha. Để bo lại thì lúc này cái hàng móc của mình có tổng cộng là 16 mũi móc đơn, tạo ra 16 chân cho vòng móc này thì các bạn cứ lần lượt đâm kim cho mình vào hai chân móc liên tiếp với nhau chụm lại thành một mũi ha chân đầu tiên kéo lên nè đâm kim vào chân thứ hai kéo lên sau đó kéo qua ba đường trên kim thì hai chân mình sẽ chụm lại thành được một mũi ha cái mũi chụm này nó sẽ khác so với cái mũi chụm ở phần đầu một chút tức là ta sẽ đâm kim luôn vào chân móc và kéo qua ba đường trên kim ha ta có mũi thứ ba nè tiếp tục mũi thứ tư nè mũi thứ năm nè mũi chậm thứ sáu nè và mũi chậm thứ bảy sẽ nằm ở hai chân móc cuối cùng ha khi hoàn tất được bảy mũi chậm liên tiếp với nhau Tam kim vào chân mũi chậm đầu tiên móc một mũi dời sau đó móc lên một xích kéo và cắt len cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài sau đó mình sẽ xỏ cái sợi len này vào trong kim khâu ta sẽ canh chỉnh cho cái phần gòn mình nó đều lại trong cái phần chân ha xỏ sợi len vào trong kim khâu nè lúc này còn một đoạn hở của bảy cái mũi chụm này nè các bạn sẽ lần lượt đâm kim cho mình vào đường móc nằm phía ngoài của bảy chân đó đây chân đầu tiên nè đâm từ phía ngoài vào ha vào đường móc ở bên ngoài thôi mũi thứ tư nè mũi thứ năm mũi thứ sáu và mũi thứ bảy sau đó mình sẽ guốc lại cho cái vòng tròn của mình nhỏ lại ta đã bích được cái khoảng này rồi nè các bạn đâm chim cho mình vào bên trong để tiện khâu thì cái chân nằm ở mặt nào thì mình sẽ đưa cái sợi len ra mặt đó nha để mình dễ dàng khâu vào hơn đây mặt này thì sẽ khâu theo hướng này ha tức là cái phần mà mình giả mũi ở cái chân á nó sẽ nằm vô lên trên đây chân còn lại nè thì mình sẽ làm mặt còn lại ha khi khâu thì các bạn sẽ khâu làm sao cho cái phần thân của mình nó đứng vững là được bây giờ mình sẽ móc phần sừng thì ở đây mình đã chuẩn bị sẵn một cái sừng có cái độ cong như thế này rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc ha trước khi móc thì cũng chuẩn bị cho mình sẵn hai cái kim đánh dấu hai cho đến ba cái ha tùy vào mỗi người nếu các bạn có thể xác định được số mũi móc thì không cần phải dùng kim đánh dấu còn mình mà không xác định được thì có thể dùng kim đánh dấu ha. Tạo một vòng tròn nè. Móc và kéo len qua vòng tròn. Móc lên một mũi móc xích, sau đó móc vào vòng tròn ta vừa tạo là 6 mũi móc đơn. Móc đơn đầu tiên. Móc đơn thứ hai. Mũi móc đơn thứ ba. Móc đơn thứ tư. Móc đơn thứ năm. Và mũi móc đơn thứ sáu. Khi hoàn tất được 6 mũi móc đơn vào vòng tròn đầu tiên rồi, ta đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên ở vòng này móc một mũi dừa để mình kết thúc vòng ha và lưu ý nhớ khi kết thúc vòng mắt các bạn kéo chặt cho mình cái sợi len cho nó sát với đầu kim sau đó móc mũi dời kết thúc kéo dài cái sợi len và guốc lại cho cái mũi dời của mình nhỏ lại để mình không có bị điểm g ha móc lên một mũi móc xích nắm sợi len ngắn guốc thật mạnh lại cho vòng tròn nhỏ lại sau đó cắt cái đoạn len thừa đi ha ta hoàn tất được vòng đầu tiên có 6 mũi móc đơn tạo ra 6 chân cho vòng móc thứ hai. Thì 6 cái chân móc này các bạn sẽ móc cho mình ở hàng móc thứ hai. Lưu ý từ hàng móc thứ hai trở đi, tất cả các cái mũi móc mình đều đâm kim vào đường bên ngoài của mỗi mũi móc nha. Đây là đường bên trong nè và đây là đường bên ngoài. Thì tất cả các mũi móc đều đâm kim vào đường bên ngoài. 6 cái chân móc này thì chân đầu tiên móc cho mình một mũi móc đơn vào đường móc nằm bên ngoài. Sau đó tiếp tục chân thứ hai mình sẽ móc một mũi dời ha. Cũng đâm kim vào đường bên ngoài luôn nè. Móc một mũi dời. Lưu ý cái mũi dời các bạn đừng có móc quá chật tay nha. Dùng kim đánh dấu đánh dấu vào mũi dời đầu tiên. Đánh dấu vào đường nằm bề bên ngoài của cái mũi dời đó. Chân thứ ba cũng móc một mũi dời. Vào đường nằm bên ngoài luôn ha. Chân thứ tư tương tự, một mũi dời. Nhớ là khi móc mũi dời móc lỏng tay ra một tí nha, Chân thứ năm cũng móc cho mình một mũi dời. Khi mình có được bốn mũi dời đến cái mũi dời thứ tư này các bạn đánh dấu cho mình vào chân mũi dời thứ tư ha. Và lúc này mình sẽ còn lại một chân móc cuối cùng, chân móc đó mình sẽ móc một mũi móc đơn. Vào đường móc nằm bên ngoài nha. Móc vào đây một mũi móc đơn. Sau đó kết thúc đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên mà ta bắt đầu móc ở cái hàng này Móc vào đó một mũi giờ để mình kết thúc vòng Nhớ ha, rút mạnh lại cho cái mũi giờ của mình nhỏ lại nè Thì như vậy vòng móc thứ hai của mình sẽ bao gồm một mũi đơn, 4 mũi giờ và một mũi đơn Tiếp tục đến cái hàng móc thứ ba. Hàng móc thứ ba thì mình sẽ có chân của mũi móc đơn, chân của mũi móc đơn đó các bạn sẽ móc cho mình hai mũi móc đơn cùng chân móc ta cũng đâm kim vào đường móc nằm ở bên ngoài nha móc cho mình vào chân của mũi móc đơn đó là hai mũi móc đơn cùng chân móc sau đó tiếp tục đến cái chân móc kế bên sẽ là cái chân móc của mũi dời bốn cái chân của mũi dời nè thì tháo kim đánh dấu của mũi dời đầu tiên ra đâm kim vào đó móc một mũi dời cũng đánh dấu vào cái chân mũi dơi đầu tiên đó ha các chân mũi dơi còn lại cũng làm tương tự nè chân mũi dơi thứ hai móc mũi dơi thứ hai chân mũi dơi thứ ba móc mũi dơi thứ ba nhớ lỏng tay ra xíu nha và chân mũi dơi thứ tư là cái chân mình đánh dấu ở đây cũng móc mũi dơi thứ tư vào chân thứ tư đánh dấu lại ha khi có được 4 mũi dời vào bốn chân của mũi dời rồi thì còn lại một chân móc của mũi đơn móc cho mình vào đó hai mũi móc đơn tương tự như mũi đầu tiên sau đó kết thúc đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời đối với những bạn nào mà biết được mũi móc nhìn rõ được mũi móc thì không cần phải dùng kim đánh dấu ha Khi kết thúc mũi dời thì nhớ kéo dài cái sợi len ra. Sau đó mình sẽ guốc lại cho cái mũi dời của mình nó nhỏ lại. Như vậy là vòng móc thứ ba của mình sẽ có là hai mũi đơn, bốn mũi dời và hai mũi đơn ha. Lên một mũi móc xích. Đến vòng móc thứ tư thì không cần phải tăng mũi. Cứ chân móc nào thì các bạn sẽ móc cho mình mũi tương đương ha. Ở đây mình có hai chân của mũi đơn thì móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn nè. Tất cả đều đâm kim vào đường móc nằm bên ngoài nha. Mũi đơn đầu tiên vào chân mũi đơn đầu tiên. Mũi đơn thứ hai vào chân mũi đơn thứ hai. Mũi thứ ba sẽ là mũi dời ha. Mũi dời đầu tiên nè. Tiếp tục đánh dấu vào cái chân mũi dời đầu tiên. Mũi dời thứ hai. Mũi dời thứ ba. Và mũi dời thứ tư là cái chân mình đánh dấu thứ hai ha đánh dấu lại vào chân mũi dời thứ tư đây nè lúc này còn lại hai chân móc của mũi móc đơn thì mỗi chân móc cho mình một mũi móc đơn ha kết thúc đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời nhớ guốc lại cho cái mũi dời nó nhỏ lại nè Hoàn tất được hàng móc thứ tư rồi hàng móc thứ năm mình sẽ tiến hành tăng mũi. Các bạn sẽ móc cho mình cụm là một móc đơn, xen hai móc đơn cùng chân móc. Chân đầu tiên móc một mũi móc đơn nè. Vào đường nằm bên ngoài nha. Chân thứ hai móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Như vậy là ở các chân móc của mũi đơn mình sẽ có cụm một móc đơn và hai móc đơn cùng chân móc. Tiếp theo chân kế tiếp sẽ là mũi dời ha, mình có bốn mũi dời vào bốn chân, các bạn có thể tháo kim đánh dấu ra mình móc nó sẽ dễ hơn á. Mũi giờ thứ ba nè. Và mũi giờ thứ tư. Lúc này còn hai chân móc của hai mũi móc đơn thì các bạn sẽ móc cho mình một cụm ngược lại với cái cụm đầu tiên, một đơn xen hai đơn cùng chân móc. Thì bây giờ mình sẽ là hai đơn cùng chân móc trước. Và một mũi móc đơn vào chân móc cuối cùng. Sau đó kết thúc vòng ha. móc lên một mũi móc xích như vậy là cái phần tay của mình nó sẽ có cái độ cong lại nè hàng thứ năm này mình vừa tăng mũi rồi thì hàng thứ sáu không cần phải tăng mũi nữa cứ móc đều chân móc của mũi nào thì mình sẽ móc mũi tương đương ha mình có 3 mũi đơn thì móc 3 mũi vào ba chân mũi đầu tiên nè mũi thứ hai và mũi thứ ba sau đó tiếp tục mũi thứ tư sẽ là mũi dời ta có mũi dời đầu tiên mũi dời thứ hai mũi dời thứ ba và mũi dời thứ tư còn lại ba chân móc cuối cùng là ba chân của mũi đơn thì mình sẽ móc mỗi chân làm một mũi móc đơn kết thúc vòng nè đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời cuốc lại cho cái mũi của mình nhỏ lại và lên một mũi móc xích hàng này mình không tăng mũi thì hàng kế tiếp tiếp tục tăng mũi mình sẽ tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ lên một mũi. Các bạn sẽ móc cho mình hai mũi vào hai chân liên tiếp, hai mũi móc đơn vào hai chân của mũi móc đơn ha. Sau đó chân thứ ba sẽ là hai mũi móc đơn cùng một chân móc. Như vậy là ta sẽ có được cụm móc như thế này ha, hai mũi đơn mỗi chân và hai mũi đơn cùng chân. Đến cái chân móc kế tiếp là chân của mũi dời thì mình sẽ có bốn mũi dời vào bốn chân. Mũi thứ hai nè mũi thứ ba mũi thứ tư còn lại ba chân của ba mũi móc đơn thì mình sẽ móc cộng ngược lại móc cho mình hai mũi móc đơn trước sau đó là hai mũi móc đơn mỗi chân hai mũi móc đơn cùng chân trước ha sau đó là hai mũi móc đơn mỗi chân tiếp tục kết thúc vòng nè lên một mũi móc xích. Hàng này mình vừa tăng mũi thì hàng kế tiếp không cần phải tăng mũi, tức là mình sẽ làm xen kẽ một hàng tăng mũi và một hàng không tăng mũi ha. Nó đã có được một cái độ cong như thế này rồi. Và cái độ rộng của phần sân nó đã có cái độ rộng vừa phải rồi ha. Đến cái hàng móc thứ 8 thì lúc này cái phần sân của mình nó đã có cái độ rộng vừa phải rồi. Hàng móc thứ 8 mình sẽ tiếp tục móc cụm 3 mũi mỗi chân. Khi được 3 mũi mỗi chân rồi chân kế tiếp sẽ là hai mũi cùng chân móc. Lúc này cái mũi cùng chân móc đó các bạn sẽ thay thế cho mình bằng cái mũi dời đầu tiên, tức là mình sẽ bỏ qua chân mũi dời đầu tiên và đâm kim vào chân mũi dời thứ hai, móc một mũi dời. Chân mũi dời thứ ba móc một mũi dời. Bỏ qua chân mũi dời thứ tư, móc và cái chân mũi đơn kế bên đó hai mũi móc đơn cùng chân móc ngược lại với cái cụm đầu tiên á hai mũi đơn cùng chân móc sau đó là ba mũi đơn mỗi chân móc thì như vậy là số mũi móc của hàng thứ 8 này bằng với số mũi móc của hàng thứ bảy nhưng mình có thay thế mũi thôi ha móc lên một mũi móc xích phần sân của mình nó đã có cái độ rộng vừa phải rồi nè Hàng kế tiếp mình sẽ không cần phải tăng mũi cũng không cần phải giảm mũi nữa Nó đã có được cái độ bo cho phần sừng rồi thì các bạn cứ móc mỗi chân làm một mũi móc đơn Lúc này mình sẽ móc luôn vào chân móc chứ không cần móc vào cái đường nằm bên ngoài nữa nha Mũi đơn thứ tư nè và mũi đơn thứ năm Mũi đơn thứ sáu ta sẽ móc vào chân của mũi dời ở đây mình có hai mũi dời nè thì mũi đơn thứ sáu vào chân mũi dời đầu tiên mũi đơn thứ bảy vào chân mũi dời thứ hai sau đó còn lại năm cái mũi đơn này thì mỗi chân móc một mũi móc đơn kết thúc vòng nè đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời móc lên một xích Thì như vậy là cái phần sân của mình nó đã có cái độ cong vừa phải rồi. Các hàng móc kế tiếp thì mình sẽ móc đều và không cần phải tăng mũi nữa. Các bạn cứ móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Ta sẽ móc luôn vào chân móc chứ không móc vào đường nằm bên ngoài nhé. Mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng. sau đó kết thúc vòng ha móc lên một xích mình sẽ móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa cho đến khi phần sừng của mình nó có cái độ cao vừa phải để mình tương thích với lại cái phần đầu ha cứ mỗi chân mình sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc móc tương tự đến cuối hàng và thêm nhiều hàng móc như vậy nữa hoặc là đối với những bạn nào mà muốn tăng size tiếp ở cái hàng móc này cho phần sừng của mình nó có độ rộng ra hơn, các bạn sẽ móc tiếp cho mình công thức 3 mũi móc đơn mỗi chân. Sau đó là hai mũi móc đơn cùng chân móc. Mình sẽ có được cụm móc như thế này ha. Móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng, ta sẽ có được 3 cụm móc tương tự như vậy. Mình có là 3 mũi móc đơn mỗi chân nè. Sau đó sẽ là hai mũi móc đơn cùng chân móc ta sẽ có được cái cụm móc thứ hai ha và tiếp tục cụm móc thứ ba sẽ nằm ở bốn chân cuối cùng ba mũi mỗi chân sau đó là hai mũi cùng chân móc đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời móc lên một mũi móc xích mình tăng được ba mũi rồi nó sẽ tạo cái độ rộng hơn cho cái phần sừng của mình nè giúp cho phần sừng của mình nó được to hơn và cái phần sừng nó cũng có độ cong như thế này rồi ha cái độ rộng của phần sừng chỉ cần vừa phải thôi đến đây là mình có thể ngưng được rồi ha sau đó mình sẽ móc thêm nhiều hàng móc đều và không cần phải tăng mũi nữa cho đến khi phần sừng có chiều cao tương thích với phần đầu sau khi hoàn tất được phần sừng rồi mình sẽ tiếp tục móc phần tai thì ở đây mình đã móc sẵn một cái tai như thế này tai của mình cũng có thay màu ở bên trong ha thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc phần tay khi mình khâu tay thì mình sẽ gặp đôi phần tay này lại cho màu hồng nó nằm ở chính giữa và mình sẽ khâu theo cái mép này ha các bạn sẽ tạo cho mình một vòng tròn móc và kéo lên qua vòng tròn móc lên một mũi móc xích móc vào vòng tròn ta vừa tạo là 6 mũi móc đơn móc đơn thứ hai móc đơn thứ ba móc đơn thứ tư móc đơn thứ năm và mũi móc đơn thứ sáu kết thúc vòng nè đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời móc lên một xích vuốt lại cho vòng tròn của mình nhỏ lại ha đến cái vòng móc thứ hai thì khác với phần đầu mình có hai mũi móc đơn mỗi chân vào sáu chân móc còn đối với phần tay các bạn sẽ bỏ qua công thức ở hàng thứ hai và di chuyển kim đến công thức của hàng thứ ba luôn ha. Công thức của hàng thứ ba là một móc đơn xen hai móc đơn cùng chân móc. Ta có được cụm đầu tiên nè. Thì móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng mình sẽ có tổng cộng là 3 cụm móc. Nó sẽ tăng được 3 mũi móc thôi ha. Thì đối với cái phần tay mình muốn thay màu cho nên ba cụm đó mình sẽ thay màu ở cụm nằm chính giữa. Cách thay màu thì tương tự giống như mình thay ở phần đầu á đưa sợi len ra phía sau cho nó nằm trên kim với lại sợi len màu trắng kéo sợi len màu trắng qua chân móc sau đó đưa sợi len màu hồng móc qua hai chân màu trắng cụm thứ hai mình sẽ móc màu hồng nè một mũi móc đơn sau đó là hai mũi móc đơn cùng chân móc thì mũi móc đơn thứ hai một đơn kết thúc thì mình sẽ thay màu nha ta có được cụm thứ hai nè và cụm thứ ba mình móc màu trắng ha kết thúc vòng nè móc lên một mũi móc xích ta hoàn tất được hàng thứ hai khi gặp cái hàng thứ hai lại nó sẽ có cái độ nhọn chứ nó không có bè giống như là cái phần đầu nha từ hàng móc thứ ba trở đi thì cách tăng mũi tương tự giống như là cái phần thân cứ tăng tịnh tiến cho mình cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân lên một mũi cho mỗi hàng khi thay màu thì cũng thay tương tự cho mình giống như là cái phần đầu ha các bạn sẽ tăng cho mình khoảng tầm 3 cho đến 4 hàng móc ở phần thai Sau đó các hàng móc kế tiếp thì mình sẽ móc đều Móc cho mình cho đến khi đạt được chiều cao của phần tai thì mình cắt lên màu hồng và kết thúc bằng một hàng viền màu trắng. Chừa một đoạn len vừa đủ dài để khi khâu á mình sẽ gặp cái phần tai lại cho cái phần màu hồng nằm chính giữa. Sử dụng cái đoạn len mà mình chừa ra, mình sẽ khâu cái phần tai này theo cái mép này ha. Tiếp theo là cái phần râu ở trên đỉnh đầu, các bạn sẽ tạo cho mình một vòng tròn với 6 mũi móc đơn vào vòng tròn. Móc đơn đầu tiên, móc đơn thứ hai, móc đơn thứ ba, móc đơn thứ tư, móc đơn thứ năm và móc đơn thứ sáu. Sau đó guốc lại cho vòng tròn nhỏ lại. Kết thúc cái vòng đầu tiên ha. Mình có được vòng đầu tiên rồi móc lên cho mình 7 mũi móc xích để mình tạo cái độ dài cho phần râu. 2, 3, 4, 5, 6 và 7 nè Thì 7 mũi này sẽ tạo ra cái độ dài cho cái phần râu ha Móc lên 2 mũi móc xích Chân đầu tiên móc 2 mũi nửa kép Tức là cái chân thứ 7 á Chân thứ 6 cũng móc 2 mũi nửa kép cùng một chân móc Tương tự chân thứ 5 cũng móc 2 mũi nửa kép Chân thứ tư cũng móc hai mũi nửa kép. Chân thứ ba tương tự, móc hai mũi nửa kép. Chân thứ hai móc hai mũi nửa kép. Lúc này còn lại một chân móc cuối cùng thì cái chân móc cuối cùng đó mình sẽ móc vào đó một mũi móc đơn thôi ha. Để kết thúc thì mình sẽ bỏ qua cái chân mình móc mũi dời đó, móc vào cái chân móc của mũi đơn thứ hai á. Móc vào đó cho mình một mũi dời. Chân của mũi dời mà mình bỏ qua. Còn cái chân kế bên thì mình sẽ móc một mũi dời ha. Từ đây tiếp tục móc lên 7 mũi móc xích. Mình sẽ làm tương tự giống như là cái phần rau đầu tiên. Lên 2 xích từ chân thứ bảy cho đến chân thứ hai mỗi chân móc hai mũi nửa kép còn lại một chân móc cuối cùng chân móc xét cái vòng tròn đầu tiên thì móc một mũi móc đơn sau đó tiếp tục bỏ qua cái chân ta móc mũi dời để tạo phần rau mình móc vào chân kế tiếp một mũi dời tiếp tục lên 7 mũi móc xích và làm tương tự cho đến khi mình đạt được 6 cái rau tương tự ha Hoàn tất được 6 râu rồi kết thúc đâm kim vào chân cuối cùng móc 1 dời, sau đó kéo dài sợi len và cắt len. Cắt một đoạn len vừa đủ dài. Sử dụng kim móc các bạn đâm kim cho mình từ dưới lên trên vào chân móc ta vừa móc mũi dời kết thúc. Kéo sợi len ra phía sau. Sau đó mình sẽ sử dụng kim khâu, các bạn sẽ khâu cho mình cái phần râu này nè, lên trên đỉnh đầu của trâu ha. Phần râu thì khâu trên đỉnh đầu, sau đó hai phần sừng thì mình khâu hai bên tạo cái độ nghiêng cho phần sừng ha. Và phần tay thì mình sẽ bấm nó vào chính giữa nè. Sau đó mình sẽ khâu ở sát mép này. Sau khi đã khâu được hoàn tất các cái họa tiết trang trí lên trên thân của trâu rồi, các bạn tiếp tục gắn cho mình thêm hai mắt cũng như là trang trí thêm miệng và một vài đường gạch ở phía trên đầu của trâu nè. Có thể đánh cho mình thêm một chút má hồng ha. Như vậy là ta vừa hoàn tất được một mẫu á, thú bông hình bé trâu xinh xắn như thế này. Các bạn có thể tăng giảm size hoặc là thay đổi màu tùy thích. Khi thực hiện có điểm nào không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc ha. Chúc các bạn hoàn tất thành công.